Bên thưa quý bà con, mình toàn đang đứng ở trong khu săn quất của Hạ Long. Ở đây là cái bảng giá vé, vé tham quan thì cáp treo là 350.000. Khu trưng bày tượng sáp là 100.000, rạp chiếu phim 12D 70.000. Trẻ em cao từ 1m, 1m3, 250.000, 50.000. Công viên rồng 50.000, combo công viên 400.000, 300.000. Bây giờ vào trong cái Hạ Long Park này thì mình toàn sẽ dẫn quý bà con của bác đến một cái chỗ chụp ảnh cũng khá là đẹp, rất là đẹp. Ở đây là một cái cây thông, đang làm một cây thông rất là lớn. Chỗ này là khu công viên, khu công viên rồi. Toàn bộ khu này là khu công viên, và đi ra đây là một cái thác nước và các cái chuông để giúp bà con cô bác có thể ra đây ra chụp hình. Trong này có các cái khu dịch vụ uống nước nghỉ ngơi như thế này để giúp chúng ta nghỉ ngơi. Đó, khu này là một trong những cái khu mà hút rất là nhiều MC teen về đây để mà chụp ảnh. Em có chụp ở đây không? Có chụp với tự chụp hay là anh chụp? Tự chụp. Tưởng có tự sướng như cái chàng trai đầu kia. Chụp ở đâu, chụp nào? Nhanh, người ta còn đi quay nữa. Đây chú bà. Đấy, đây là một cái công viên nước, đây có cái con rồng cũng rồng gồm 3 cái đầu hay 3 con rồng và 2 cái chuông rất là to luôn. 2 chuông này phải nói là phải đến hàng tạ tấn. Nên là có các cái cây xanh. Đấy, xanh cây chi thế rất là đẹp luôn. Thế này đẹp phết, xanh chi ôm đá luôn. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong khu vui chơi giải trí nhỉ. Có hai em đầu kia một khá là cặc. Đây, đi đường này cho biết này. Ăn kem không hả? Làm kem mát nhỉ. Đây là trong cái khu này là khu săn quất của Quảng Ninh. Đấy, và chúng ta sẽ đi vào đây để chúng ta đi vào trong cái khu nhà rồng đúng hơn. Đi lên đường này đi để đi ngắm cảnh ban cảnh một chút bà con nhỉ. Đợi mấy lần rồi. Hả? Thì đây là khu du lịch của Hạ Long mà. Thì đây chắc chắn nó phải đẹp hơn của Ba Vàng rồi. Còn mỗi người có một cái nhìn khác nhau. Nơi nào đẹp, nơi nào xấu nó tùy ánh mắt của từng người.
Trong này thì các bậc này được làm bằng gỗ. Ở đây thì có một cái biểu tượng là 5 con rồng đội một cái quả cầu. Biểu tượng rồng là biểu tượng của Hạ Long. Trước mặt chúng ta 5 con rồng. Và 5 con rồng này là đang làm, đang xây dựng và đang làm. Bây giờ là Minh Toàn là khu này. Hai bên này là có các cái vòi phun nước và trên cái cổng này là có 2 con rồng. Chúng ta phải vào đây chúng ta mua vé trước. Không, chúng ta phải vào đây. Đúng rồi. Em muốn vào không? Hả? Mua vé tiếc tiền à? Thế sao? Vào đấy thì chị có ai biết được, thì vào đấy mới biết được chứ. Anh không biết. Khi mà chúng ta vào trong khu vui chơi này thì chúng ta phải mua vé quý bà con ạ. Chúng ta phải mua vé và đây là cái quầy vé. Đây là quầy vé mà chúng ta phải mua. Công viên rồng. Bây giờ chúng ta sẽ mua vé vào công viên rồng. Hay là rạp cái phim này đi. Công viên rồng là 50.000 trên một người. Và rạp chiếu phim là 70.000 trên một người. Thế đi vào công viên rồng trước nhỉ. Vào mà lấy hai vé công viên rồng đi. Đây cũng rất là nhiều trẻ em đi xem. Em ơi, lấy anh hai vé công viên rồng ấy. Công viên rồng, cái cá treo. Mình đi cá treo ấy, đi cả hai. Công viên rồng, trong cái cá treo. Trong cá treo bên kia. Đây, công viên rồng ở trong đây, mình đi vào đây. Bây giờ mình cứ thấy mình đi nè. Tức là đi đi công viên rồng với cáp treo là bao nhiêu em? 200.000 à? Anh công viên rồng nữa. Rồi ok, em cảm ơn. Đây cho anh mượn một vé anh xem. Đây và Minh Toàn mua cái vé là vào công viên rồng. Vé chỉ sử dụng một lần trong ngày, miễn đổi trả là 50.000. 50.000. Đây, đây là cái vé của nó.
Và đây là khi mà chúng ta mua vé ở đây xong, toàn cảnh khi mà chúng ta mua vé ở đây xong là chúng ta sẽ đi vào công viên rồng. Đây là cái khu vui chơi mà chúng ta mua vé, quầy bán vé từ đầu kia cho đến 1, 2, 3, 4, đấy, 4 cái vé ở đây. Đấy, và chúng ta sẽ đi sang đây để chúng ta đi vào đấy. Đây là khi mà chúng ta mua vé này xong là chúng ta sẽ vào đây để phát vé đi vào công viên. Và đây thì có rất là nhiều nơi để chúng ta chơi. Đầu tiên chúng ta vào đây là chúng ta nhìn cái bảng giá ở ngoài cổng. Sau đó chúng ta sẽ đến các cái quầy mua vé để chúng ta mua vé và chúng ta sẽ vào đây. Hôm nay cũng khá cũng không được đông người lắm, nhưng mà cũng đông so với ngày thường rồi quý bà con. Đây có những gia đình đưa cả đồ ăn thức uống đi. Đó, chúng ta vui chơi trong này luôn. Vé vào công viên rồng là 50.000 trên một người lớn. Trẻ em dưới 1 mét là được miễn phí. Chiều cao dưới 1 mét là được miễn phí. Nhưng mà từ 1 mét đến 1 mét 3. À cái 1 mét 3 hay 1 mét mình toàn quên mất. Không biết là từ 1 mét 3 hay 1 mét trở lên là tính vé. Đấy, đồ ăn đồ uống là không được mang vào trong công viên đâu quý bà con nhé. Và đây là sau khi mà chúng ta vào công viên rồng, đây là phía trong của công viên rồng. Là cả con tưởng mẹ con em. Và trong này có một cái phòng gọi là phòng gửi đồ. Đấy, chúng ta nếu mà muốn gửi đồ thì vào đây, nhưng mình toàn không gửi đồ. Đây là cái nhà khá là đẹp. Hôm nay là cuối tuần nên mà thu hút rất là nhiều người về đây, nhiều trẻ em, các em nhỏ. Đây là công viên rồng quý bà con. Đây, vòi nước khá là đẹp luôn và khu này cũng khá là đẹp.
Máy của Minh Toàn cũng chuẩn bị hết pin, nhưng Minh Toàn sẽ dừng video này và để quay lại video khác để đến với bà con các bác nhé.